bạn vô đi tính đạo định nghĩa nè, dùng định nghĩa tính đạo hàm của fx này tại x zero bằng ba đúng không? Thứ nhất học thuộc công thức chưa, động thức ghi f phẩy x zero bằng lim fx trừ fx zero chia cho x trừ x zero, x tiến về x zero, x zero mình cho là bao nhiêu vậy? 3. Vậy là f phẩy ba bằng lim f đâu, đây viết vô y chang x bình trừ 4 x cộng 5 f trừ f x zero đúng không? X zero là mấy, thế vô đây bấm máy tính chia cho x trừ mấy? Trừ 3. Trừ 3, x tiến về về 3, tới đây làm được chưa? Thế x zero bằng mấy vô? Vô đây bấm máy tính ra, đây là 9 nè, 9 trừ mấy nữa? 9 trừ 12, 9 cộng 5 là bao nhiêu? 10. 14 trừ 12 ra nhiêu? Ra 2 đúng không? Rồi bắt đầu lim x tiến về 3 bằng ra nhiêu? X bình trừ 4 x cộng 7 chia x trừ 3, thế 3 vô đi ra dạng gì? Vô định. Vô định vô mặt tôi á, coi chừng tính chỗ này bị sai nè. Này là trừ 2 chứ sao cộng 2? Trừ 2 trừ 2 vậy đây ra là trừ 3 cộng 3. Rồi thế 3 vô đi ra dạng gì? Ra dạng vô định đúng rồi, 0 trên 0 đó, rút gọn phương trình bậc mấy? Bậc 2. Liêm x tiến về 3. Bấm máy tính ra đi, một nghiệm là 1, một nghiệm là c chia a đó, nhớ không? 1 trừ 4 3 đó, một nghiệm là 1, một nghiệm là c chia a. Vậy theo công thức là 1 a đó x trừ nghiệm thứ nhất, 1 x trừ trừ thứ hai, nghiệm thứ hai nãy là c chia a, 3 chia x trừ 3, rút bắt đầu bằng lim x tiến về 3 x trừ 1, thế 3 vô ra nhiêu? 2. Xong được chưa?